sâu hơn thiếu hiểu biết, đau hơn thiếu hiểu biết. Đã, dùng cái từ cũng giống như trưởng thành bốn, trả giá với sự ngu dốt của bản thân. Đây là cảnh giới rất rất đau. Tức là đến lúc mà trả giá với sự ngu dốt là cái này này, nó sẽ liên quan đến cái này này, chấp. Ngày xưa em là một người rất là cuồng tín, thích đi xem bói, mê đạo Phật, hở ra là đi chùa. Đấy. Nhưng mà sau cùng thì mình học được cái gì thì mình chấp vào cái thứ đấy rất là nhiều. À, em là một người rất thích ăn chay. Sau đó em chửi với thằng ăn mặn. sau đó vài năm sau phát hiện hình như mình mới là thằng ngu, chúng nó không ngu. Em ăn chay nhé. Đến cái độ mà em là một người gần 60 cân mà em tụt xuống còn có 53 cân, tức là mất 7 kg thịt. Thì mọi người là sau khoảng 2 tháng mà đi làm về, tự nhiên mẹ mình thấy con mình gầy dọc đi. Xong hàng xóm ngó vào: "Mẹ ơi, thằng Đức nó làm sao ấy? Thằng nó có nghiện không nhở? Mặt gầy tọp đi, hai má gầy tọp vào, người gầy đét đi." Đó. Hóa ra là mình ăn chay nhưng mà mình thiếu hiểu biết, thiếu chất mà. Sau đó thì phát hiện ra rằng là câu chuyện ở đây không phải là chay hay mặn, câu chuyện ở đây là làm thế nào để bản thân mình khỏe mạnh hơn, làm mình sinh ra để mình là cái sinh vật sống, thì mình làm nào để mình sống trọn vẹn với cả cái hành trình của mình. Đó. Còn chay hay mặn nó chỉ là cái phương thức thôi, để nuôi thân thôi. Đó, chúng ta không được chấp vào cái việc này việc kia. Đấy, nhưng đấy là cái ngộ ra của mình. Chứ ngày xưa là chấp kinh khủng luôn, chấp niệm kinh khủng luôn, gầy dọc đi. Xong rồi tự nhiên về hàng xóm mò sang ở hai thằng này đi xuống Hà Nội rồi nó ăn chơi đua đòi, hai thằng này giờ nó nghiện nhỉ. Đó. Nhìn giống lắm, ngày xưa trông giống nghiện lắm. Đó. Gầy dọc đi. Nhưng mà gì? Đấy là trả giá với sự ngu dốt, chả hiểu gì cả. Cứ ăn rau xanh, ăn cơm rau xanh chấm nước tương bần ấy. Như một nhà khổ tu, không hiểu kiểu gì. Xong lúc nó đói sáng mắt ra, nó bắt đầu nhận ra mình hình như hơi sai sai rồi. Sau đó phát hiện xem phim là sao tự an ủi mình: "À, Đức Phật cũng mất 6 năm tu khổ hạnh, cũng người gầy dọc đi." À, đấy tự an ủi mình thôi, chứ thật ra là mình làm sao được đến cảnh giới đấy. Nhưng vẫn là gì? Là chấp. Ui, ngày xưa tôi chấp lắm, chấp kinh khủng luôn. Đấy là em là thuộc cái nhóm là cũng cực đoan lắm. Học được một cái gì đấy hay, xong rồi thấy thằng khác không thực hành được cái hay đấy, bắt đầu lại chửi nó ngu. Người rất nhiều 4 và 7. Nhá, về sau là gì? Trả giá về sự thiếu hiểu biết. Đó, trả giá với sự ngu dốt, dẫn đến cơ thể mình suy kiệt, làm việc thì không hiệu quả, lờ đà lờ đờ, rất mất một thời gian rất là dài để hồi phục lại sức khỏe. Nhưng đấy là gì? Trả giá. Nhưng về sau mình sẽ ngộ ra, tâm trí mình thả lỏng hơn, mình bớt chấp đi. Chứ nhiều số 7 quá, hoặc này, nhiều số 4 quá, hoặc cả hai thằng này nhiều quá, rất dễ phán xét. Người này tốt, người kia xấu, người này hay, người kia dở, thằng này ngu, thằng này khôn, rất dễ phán xét, mà chưa bao giờ đặt mình vào địa vị của người ta. À, đây em rất may trưởng thành năm, đường đầy năm, càng ngày càng học càng thấy mình tự do và thoải mái hơn với đón nhận tất cả mọi thứ trong cuộc sống với một cái tâm thế rất là hoan hỉ, rất là thoải mái. Đó. Nhưng mà gì, nó cũng phải trả giá rất là nhiều, sai rất là nhiều. Đây là những người có trưởng thành 7. Và trưởng thành 7 sẽ cũng có những cái xu hướng là gì? Càng trưởng thành thì sẽ càng trở thành những cái người dễ là những người cố vấn cho người khác, dễ là những người cho người khác cho lời khuyên. Nhưng mà lý do vì sao? Bởi vì trả giá nhiều rồi chứ sao nữa? Vì tao ngu nhiều rồi chứ sao nữa mày? Thế thôi. Nên đó là lý do vì sao ấy. Người ta hay nói rằng là cái người số 7 là cái con số 7 này, nghe là một cái con số rất là khổ. Nhưng mà tại sao số 7 lại khổ?